gương này, với một cái gương này, với hai cái rè mưa nữa này. À, của xe Hyundai đúng không? Đúng rồi. Ok, ok. Nghe đến nhớ. Nhưng mà bạn trong miền Nam, bạn sống trong đấy chứ còn người Hà Nội đúng không? Em ở Hưng Yên. À mà sao thế? Em làm ở trong đấy. À giọng giọng ngoài này. Và sao thế trong trong miền Nam ok. Cái chuẩn đấy, còn nếu mà không vừa đồ em cứ gửi ra đuổi thoải mái luôn. Anh có một cái công tắc của cái đèn gầm không? Có. Cái lú đèn gầm. Xin rồi. HD á. Công tắc đèn gầm thì anh lại đang hết mất rồi. Đúng rồi, đang hết mất rồi em ạ. Nhưng mà ừ, đúng rồi. Đúng rồi, anh hiểu rồi. Công tắc 5H thế rồi. Công công tác thì đang hết rồi em ạ. Công tác thì có gì để em inbox xong anh lại nhắn tin cho anh gửi ship ship quốc vào cho. Tại nay đi ra đông chơi. Là ghé thấy đi qua đây nhìn. Còn cái này anh nghĩ chuẩn 3 rưỡi rồi em ơi. Wow. Xin 100%. Nhưng mà anh nghĩ cái này chuẩn rồi đấy. Còn nếu mà không chuẩn thì em cứ gửi ra anh đổi cho em thoải mái luôn. Wow. Anh bán thì thường thường là đời tại này. Tại cái nút ở gầm á, mình cắm lên này này. Con này là con, nó không phải là gọi là cảm biến mà con này gọi là cảm biến quạt gió số nhanh số chậm. Đúng rồi. Nó to nhỏ là do con này. Đúng rồi, đúng nhiều rồi. Khi mà mình bật rồi mà nó cứ vù lên là do con này. Chuẩn 100% luôn. Nó đang bị cháy rồi, chỉ xài được số 4 thôi. Thế đúng rồi, chuẩn một em cắm vào đúng bài đấy. Còn nhá, nếu mà nó có tình huống này nhá, kể cả nó cái này nó có khác cái nữa mà chân này nó vừa em cắm vào vẫn chạy bình thường. À. Chỉ đội một cái là mình phải để ra bên ngoài thôi. Nhìn nó xấu rồi, còn nếu mà em thích đúng rồi em cứ gửi anh đổi thoải mái luôn. Ok. Em nghe chủ quản đưa tiền mặt nhờ. Ok đấy. Xem cái bình nhá. Ok. Hôm nay Hà Nội chơi nên là ghé không mua đồ. Thế là chờ ra mấy ngày thì mới vào. Em về quê chơi, về quê Tết ăn Tết. Thế à? 29 bây giờ mới chưa vào cả. À, về muốn bay vào. À, rồi nào. Nhà làm trong đấy à? Vâng. Nhà làm ở trong đấy lâu rồi. Rồi em mua, bây giờ không biết là nhớ cái gì nữa. Nếu mà nhớ đi cho mày inbox cho anh. Ok anh. Em đang ngoài Hà Nội có gì em chạy qua. Ừ, cứ chạy qua ủng hộ anh. Ôi ôi. Ôi được không? Tài tới.